trọng kính mời quý vị nghe tiếp tập 5 của Thiên Hồi Ký Ngàn Giọt Lệ Rơi Chương 9 Trở về bang thạch, tôi thấy lòng thơ thái, thấy mình yên tâm, không còn lo sợ nữa. Tôi vui chơi trong khu vườn rộng quen thuộc của ông bà ngoại. Tôi lại được nghe những tiếng cười giòn tan của chị em tôi như những mùa hè trước má tôi làm việc ít hơn mọi năm nên ông bà ngoại và dì bảy lo hết cho chúng tôi từ miếng cơm đến manh áo để má tôi lo chạy chữa cho minh tâm ở nhà thương cần thơ các bác sĩ đang thí nghiệm phương pháp mới để chữa cho những đứa trẻ bị bệnh tê liệt má đem minh tâm đến đó với nhiều hy vọng em trở lại bình thường nhưng rồi má tôi cũng lại thất vọng vì các bác sĩ đã bó tay mùa thu năm đó vườn của ông bà ngoại tôi được mùa ông dành trọn số tiền bán cam quýt cho má tôi mua một căn nhà ở Cần Thơ để lập lại sự nghiệp một lần nữa Hải Vân được đi theo má tôi ra Cần Thơ để tìm nhà má tìm được một căn ở cầu cá dài trên đường Võ Tánh. Nhà nằm ở khoảng giữa đường đi tới trường Nam và trường Nữ Tiểu học. Một lần nữa, những người em họ của má tôi từ trong bang thạch ra, sửa nhà cho thành một tiệm may. Gia đình chúng tôi ở bên trong. Cậu khai, con ông Mười, khéo tay nên dành đóng cái tủ kiếng để trưng các kiểu quần áo. Cậu hai định con nuôi, con tinh thần của ông bà ngoại. Cậu là ba của anh bà Tuyền, đại tá không quân Nguyễn Hồng Tuyền. Lên Sài Gòn mua một người giả làm mẫu, có hình dạng một phụ nữ phương Tây tóc vàng, mắt xanh thật đẹp. Nhà sửa xong, má tôi cho tôi chọn màu. Tôi đề nghị màu đỏ, má không chịu cho rằng màu đỏ chỉ có thể sơn một cái ghế hoặc cửa sổ, không ai sơn hết cái nhà màu đỏ. Mợ Bích Lan thì thích màu vàng, chị Hoàng Mai lại đòi màu xanh lá mạ. Cuối cùng, má sơn màu xanh da trời do chị Yến chọn. Chị nói màu xanh là màu của hy vọng. Tên tiệm thì má lấy tên của tôi, nhà May Mỹ Dung tôi bỗng thấy tôi thành người lớn dù tôi mới mười hai mười ba ngày nhà may mỹ dung ở đường võ tánh khai trương có mặt ông bà ngoại tôi các cậu con của ông mười các chị con của cậu tư diệp còn cậu nam sắc mợ bích lan và cậu hai định ngay ngày hôm sau nhà may mỹ dung đã có bốn người ghi tên học may và cách tới đặt may quần áo thật đâu tôi thấy má hơi lo làm sao một mình má tôi quán xuyến được hết công việc. Quả nhiên, mấy tuần sau bà ngoại tôi ra chơi, mẹ nói nhỏ với tôi, má con ốm quá, bà lo lắm. Tôi nhận ra điều này từ lâu, nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi cố gắng làm tròn những việc má tôi sai khiến cũng đủ mệt rồi. Nào là tính sổ, kiểm kê đồ dùng trong tiệm. Nào là mua chỉ, nút, giao hàng cho khách có ngày tôi đã phải đi bộ ba bốn cây số nhưng cũng may là chỉ ít lâu sau má tôi mua cho tôi được một chiếc xe đạp đó là phương tiện giúp công việc của tiệm trôi chảy đều đặn hết chỉ thì tôi phóng ngay xuống chợ vải vào nhà lồng mua đem về ngay hết kim thì chỉ mấy phút sau tôi đã có mặt ở tiệm của mấy chú tàu bán dụng cụ cho tiệm may chiếc xe được việc cho tiệm may mà cũng được việc cho riêng tôi nữa mỗi khi rảnh rỗi tôi đi vòng quanh để biết phố xá ở cần thơ không lâu tôi biết hết những hang cùng ngõ hẻm từ xóm dưới lên xóm trên rồi tới ngày tự trường khi niên học mới sắp bắt đầu tôi chợt lo lắng vì chúng tôi sẽ vô học ở trường công muốn vô trường công chúng tôi phải có khai sinh nếu chúng tôi nộp khai sinh thật cho nhà trường, thì sẽ lộ diện với các giới chức trong tỉnh. Lý lịch của chúng tôi mà bị lộ, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi nữa đây? Bây giờ đã tới lúc má tôi không thể trì hoãn việc làm lại khai sinh mới cho chúng tôi. Sở dĩ má trần trừ là vì bà không muốn bỏ tên ba tôi ra khỏi cuộc đời của con gái bà má tôi đành phải đến gặp một ông tránh án ở Cần Thơ. Ông là bạn học cũ của cậu Tư Diệp ở trường Ba Sắc. Ông khuyên má tôi làm giấy thế vì khai sanh cho chúng tôi. Bỏ họ cha, lấy họ mẹ. Và cha thì khai vô danh. Hai chữ vô danh làm tôi trằn trọc suốt đêm hôm trước. Tôi cảm thấy vừa mắc cỡ vừa cô đơn. Trong khi đó, Hải Vân em trai coi giấy thế vị khai sang chỉ là một tấm giấy lộn để qua mặt giới chức nhà nước. Nó là con trai nên cứng rắn và thực tế, có thể bất chấp một vài đổi thay trên giấy tờ. Còn tôi, tôi vẫn thấy lòng xót xa buồn tủi. Rõ ràng tôi có cha, có mẹ, bây giờ lại thành đứa bé không cha. Tôi thương cái thân tôi, rồi tôi thương cho ba ma tôi nữa buổi ra tòa thật mau lẹ chỉ có 10 phút là xong má tôi ông toàn đưa tay lên thề là bà nói thật là chồng bà mất tích rồi từ đó con của ông đặng văn quang đã trở thành đứa bé không cha để cho sự thay đổi được trọn vẹn họ và tên chúng tôi cũng không được giữ nguyên vẹn như cũ nữa đặng hải vân trở thành trần văn vân và Đặng Mỹ Dung là Trần Ngọc Dung. Chỉ có hòa bình và minh tâm vẫn được giữ nguyên. Buổi sáng hôm ấy, như để đền bù cho sự mất mát to lớn ấy, chúng tôi có thêm hai người chị. Má tôi tránh thức làm khai sinh để chị Thuận và chị Thảo làm con của má. Kể từ ngày ba tôi ra đi, tôi biết rằng cuộc đời chúng tôi không thể nào bằng người ta được vì một mình má tôi có cố gắng lắm chỉ đủ sức lo cho chúng tôi khỏi đói khỏi rách mà thôi nhưng trong thâm tâm chúng tôi vẫn ngầm hãnh diện vì được sinh ra trong một gia đình ái quốc có cha đi làm cách mạng nhưng rồi khi chúng tôi phải thay họ đổi tên niềm hãnh diện biến mất là những đứa con không cha thì còn hãnh diện ở chỗ nào nữa thỉnh thoảng để tự an ủi, tôi thầm nhắc đi nhắc lại câu nói của Hải Vân. Đó chỉ là những tấm giấy lộn để qua mặt giới chức thôi. Tôi cũng biết rằng, nếu không có những tờ giấy lộn ấy, chúng tôi không thể vô học trường công được. Thôi thì đành phải chấp nhận, vì hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy, nếu chúng tôi muốn yên thần. Chương 10 Bây giờ trong gia đình có thêm chị Thảo, chị Thuận. Tôi khấp khởi mừng thầm là sẽ có thêm người giúp tôi lo việc nhà. Nhưng rồi tôi thất vọng ngay vì má nói hai chị làm con má để có giấy tờ đi học chứ không phải làm khai sanh con của má để gánh việc vặt trong nhà. Hai chị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ba của hai chị là anh ruột của má má tôi thương yêu hai chị qua tình yêu của anh má má tôi bắt chúng tôi phải thương yêu hai chị như chị ruột phải nhường nhịn và phải nghe lời hai chị mỗi chị có một cá tính chị thảo là người cứng rắn cương quyết bướng bỉnh một mặt chị rất hiếu thảo với ông bà nội một mặt chị lén lút liên lạc với những người ở trong mật khu việt cộng ngược lại chị thuận thì yếu đuối nhút nhát và Tự trường Hải Vân và anh Quốc được học trường Nam Tiểu học. Chị Yvonne, chị Thảo, chị Thuận, Hòa Bình, Minh Hoàng là con gái lớn của chị Yến và tôi cùng học trường nữ tiểu học ở Đại Lộ Hòa Bình. Chị Thuận và tôi học chung lớp nhì. Cô giáo của chúng tôi là cô Xuân Phương. Cái duyên từ đâu không biết, trong lớp có hơn 50 học trò. Nhưng cô Xuân Vương chọn tôi làm học trò cưng của cô. Chỉ có học sinh Cần Thơ mới biết cái danh dự được làm học trò cưng của thầy hoặc cô. Cô Xuân Phương không có chồng. Cô ở chung với ba má và mấy người em, người cháu. Nhà cô ở bên kia đường Hòa Bình, đối diện với trường nữ tiểu học. Đó là một ngôi nhà ngói xinh đẹp, trước nhà có trồng kiện có dàn hoa bông giấy màu tím. Sân lót gạch tàu được người làm săn sóc vén khéo, sạch sẽ. Mỗi ngày đi học, tôi phải ghé nhà cô Xuân Phương để mang sổ điểm, bình mực tím và cây viết lá tre của cô tới trường. Sáng nào tới sớm, tôi thấy cô mặc áo màu lam, tụng kinh vừa xong. Gia đình cô là Phật tử trong hội Phật học. Nhiều lần cô rủ tôi vào hội, nhưng tôi đều từ chối vì không có chị giờ. Đi học về, tôi còn phải giúp má tôi việc nhà và lo cho tiệm may nữa. Đến năm 2001, bạn học cùng trường cho biết, sau 30 tháng 4 75, mọi người mới biết cô Xuân Phương là cô Ba Phương, đảng viên cao cấp của Cộng sản vì tôi là học trò cưng của cô giáo được giữ sổ điểm bạn bè trong lớp thường năn nỉ tôi cho coi điểm tôi cũng muốn chiều bạn nhưng lại sợ làm mất lòng tin của cô nên đành phải từ chối mà từ chối thì lại mất bạn thôi mất bạn thì mất nhưng không thể mất lòng tin được những gì trường dạy hay tôi biên vào cuốn tập riêng để thực hành không có ba thì có trường, có cô giáo, tôi nghĩ như vậy. Tôi gõ từng chữ trong cuốn tập học làm người. Không phá của công, không xả rác ngoài đường, phải nhường ghế cho người già, đàn bà có thai trên xe đò. Dắt em bé hay cụ già qua đường, phải dừng lại, giờ nón chào khi tan đi qua. Không gian lận, tôi thường phạm một tội trong bài học quý giá này. Đó là bẻ mông, bẻ cành của người ta. Tôi nhớ hoài nụ cười chất phác, thiệt thà của những người lớn tuổi. Cười với tôi khi tôi nhường ghế cho họ. Tôi dở nón, dừng lại chào xe tang đi qua. Trong khi những người lớn hơn tôi, họ vô tình bước đi nhanh nhẹn. Tôi thầm biết ơn trường nữ tiểu học. Hồi con học ở Sài Gòn, mỗi lần đến trường, Hòa Bình khóc. Bây giờ thì nó thích trường này lắm, vì có nhiều hàng quà với tàng cây ô môi ở sân trường. Cứ giờ ra chơi là nó và Minh Hoàng đã mua quà. Chị Thảo học lớp nhất, cô giáo của chị là cô Hiếu Đức, vợ thầy Lưu Khôn, giám học trường trung học Phan Thanh Giản. Chị lớn, nhất nhà, nên má giao cho chị việc dẫn các em tới trường mỗi lần qua đường qua lộ chúng tôi phải nắm tay đi theo chị cho an toàn cho đến nay tôi vẫn chưa quên cái cảm giác khi tôi viết tên tôi lên cuốn tập mới đầu tiên cái tên trần ừ. ngọc dung lạ hoắc đối với tôi nắn nót viết xong tôi nhìn đi nhìn lại mà không làm sao quen được với cái tên đó dù rằng họ Trần là họ của ông ngoại, chứ phải của ai xa lạ đâu. Nhưng tôi vẫn nhớ họ đặng của ba tôi. Mãi mấy ngày sau, tôi mới quen dần với cái họ mới, tên mới. Tôi là trưởng lớp, nên thường lên văn phòng của hiệu trưởng để nhận thông cáo. Rồi cùng mấy học trò khác đi phân phát cho các lớp. Một hôm, tôi tới văn phòng hiệu trưởng vào lúc không có bà ở đó nhưng lại gặp một bà khác tôi nhận ngay ra bà là người quen cũ mà tôi đã từng gặp ở bang thạch bà cũng có người thân theo việt cộng sau khi nhận ra người quen tôi đến khoanh tay chào bà thưa gì ba bà giật mình nhìn tôi kéo ghế ra xa rồi hỏi con nhà ai đây làm sao biết tôi tôi đáp ngay con có gặp gì trong bang thạch khi gì ghé thăm ông ngoại bà ngoại của con bà có vẻ hốt hoảng mặt xa sầm xuống đòi hỏi nhỏ mày là con của ai tôi ngây thơ cứ tưởng bà là người cùng phe với mình nên nhanh nhậu đáp ba con là nghị sĩ đặng văn quang đó mặt bà bỗng tái hẳn đi rồi lạnh lùng nói nè mình chưa quen nhau chưa từng gặp nhau ngoài cái trường này hiểu chưa tôi vừa mắc cỡ vừa cảm thấy nhục nhã quá các bà tưởng tôi thấy người ta làm quan bắt quàng làm họ ngay lúc đó tôi chỉ muốn chạy ra khỏi văn phòng nhưng không hiểu sao tôi vẫn đứng chôn chân ở đó rồi nuốt nước miếng đáp thưa bà con không hiểu ý bà tôi nhớ Nhớ hoài suốt hai năm học ở đó Tôi vẫn làm trưởng lớp Vẫn phải lên văn phòng hiệu trưởng Nhưng tôi cố tránh né bà Ba Thông Tôi không dám kể lại cho má tôi nghe chuyện bà Ba Thông Vì sợ má đau lòng cho con Nhưng khi về bang Thạch Tôi đã kể lại cho dì Bảy nghe Dì khuyên tôi hãy quên chuyện bà Ba Thông đi Vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng Em của bà đi tập kết, mà bà thì làm việc cho bộ giáo dục của quốc gia. Nếu công an biết được thì khổ thân bà, như công an đã biết về má tôi vậy. Hãy thông cảm cho bà, tôi biết gì tôi là người có tính vị tha, nên sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người khác. Buổi trưa hôm đó, dì bảy ôm tôi vào lòng khi chúng tôi ngồi trên bờ đê gió hay hay nhẹ, lùa vào tóc tôi như sóng lướt trên lúa mạ non, giữa cánh đồng bát ngát. Cảnh đẹp trước mặt làm tôi yêu ban thạch quá. Tôi ao ước tôi cứ nhỏ bé mãi như vậy, để không phải rời xa khu vườn của ông bà ngoại. Nhưng thực tế bao giờ cũng khác hẳn với mộng mơ. Tôi cứ phải lớn lên, tôi phải đối phó với mọi chuyện phũ phàng trước mặt. Nếu mà tôi vững tinh thần như Hải Vân thì cũng đỡ khổ phần nào. Em thường khuyên tôi nên bỏ qua những cái lặt vặt để sống vui. Hoàn cảnh đem cái buồn tới cho mình, chứ nó không phải là mình. Mình có biết bao nhiêu người tử tế, dư dắt mình từ ngày ba bỏ mình giữa đường. Em là một đứa con nít rất thông minh và rất thực tế, khôn trước tuổi em rất ít khi nhắc tới ba tôi tôi không rõ sự vắng mặt của ba tôi có để lại vết thương gì trong lòng em không ngay từ khi còn nhỏ tôi cũng ý thức được rằng đời người có nhiều biến đổi như con sông có lúc nước lớn nước ròng rồi tôi sẽ lớn lên trở thành một người đàn bà phải gánh vác việc đời sẽ đương đầu với những khó khăn như má có những lúc gặp hên mà cũng có khi bị xui. Nhưng tôi thầm cầu xin tôi sẽ không bị cô đơn như má tôi và tôi cũng mong ước được ở mãi ở hoài trong băng thạch. Rồi lâu lâu ra chợ Cần Thơ chơi như ông ngoại bà ngoại thì sùng sướng biết bao nhiêu. Băng thạch một nơi cho tôi được bình an. Nhưng trên thực tế, Bang Thạch dần dần mất an ninh. Tôi đã thấy có mặt của những cán bộ Việt cộng khi tôi về thăm nhà. Họ len lỏi trong vườn của ông bà ngoại tôi càng ngày càng đông. Họ lấy nơi đây làm địa điểm liên lạc với những người làm công tác thành. Họ là những cán bộ tuyên truyền, tình báo, phá hoại và khủng bố. Họ đã tổ chức bắt cóc thầy giáo, cô giáo từ tỉnh xuống dạy trường làng họ cũng âm mưu ám sát các viên chức bên phe quốc gia mấy chị bà con của tôi và dì bảy nhãn đã nhận nhiều mật lệnh của việt cộng họ giấu cán bộ trong mấy túp tròi và ngay cả trong nhà ông bà tôi họ bắt mọi người kể cả con nít phải nói dối để che giấu cán bộ chính tôi vào một buổi trưa chủ nhật đã phải nói dối một anh lính quốc gia khi anh tới sân nhà ông bà tôi trong vườn ai cũng sợ lính vậy mà trưa hôm đó tôi phải vui vẻ nói rằng anh là người lạ đầu tiên tới nhà tôi bỗng dưng tôi cảm thấy buồn một cách lạ lùng tôi xấu hổ vì đã biết nói dối như việt cộng anh lính còn trẻ lắm có thể không tới hai mươi anh xin tôi cho quá giang xuồng quá sông tôi bằng lòng ngay đã vậy tôi còn chạy vô nhà lấy một cái bánh tét cho anh tôi có hành động này là chỉ muốn cho lương tâm mình đỡ bị cắn rứt phần nào tất cả những người trong vườn của đại gia đình tôi đều dính líu với việt cộng trừ ông bà ngoại chị thảo và chị yvonne dặn tôi không nên cho ông bà ngoại và má tôi biết những hoạt động ngấm ngầm của Việt Cộng ngay tại khu đất của ông bà. Nhưng bí mật nào cũng không thể giữ lâu được. Quân đội quốc gia đã bắt đầu nghi ngờ. Họ tuần tiểu nhiều hơn và không còn tử tế với gia đình tôi nữa. Họ lấy đồ ăn hoặc bắt gà vịt công khai. Nếu không kịp rượt gà vịt, thì họ lấy súng bắn chết một cách ngang nhiên họ bất chấp cả những lời khiếu nại của bà tôi. Rõ ràng, họ muốn dùng súng để hăm dọa, dành mặt gia đình tôi. Họ coi tất cả những người ở đây đều là những người đáng nghi. Một hôm, Hải Vân, Hòa Bình và tôi về thăm ông bà ngoại. Chúng tôi vừa xuống xe Lambretta ngay cây cầu ván để vào nhà. Thì một toán lính quốc gia đi tới Hai người lính chìa súng thẳng vào ngực chị em tôi. Một người khác lên cò lách cách. Tiếng thép va chạm nhau làm tay chân tôi sợ rã rời. Hòa Bình vừa khóc thút thít vừa ôm chân tôi cứng ngắc. Tôi nhìn nòng súng và gương mặt của người cầm súng. Có cùng một màu đen tối, lạnh lùng nhưng đầy quyền lực. Hai đầu gối của tôi run lên bần bật khiến tôi muốn té nhưng tôi phải thu hết can đảm nói với anh lính cầm súng tụi em đi thăm ông ngoại bà ngoại mấy anh muốn vô nhà chơi không mặt người lính vẫn lạnh như nòng súng rồi ra lệnh để cái giỏ xuống đất cho tao coi tôi vội vàng đổ tất cả đồ trong cái giỏ mây xuống cỏ có một ổ bánh mì trong ngoài một gói xá xíu mấy cái bánh ú nước cho cho bà ngoại và một tờ báo cho dì bảy người lính chìa súng vô hải vân bước lại xét mấy món đồ dưới đất anh lấy tờ báo luyện thứ tung rồi lấy mũi súng mà vít qua vít lại miếng thịt xá xíu hải vân đưa tay chặn người lính lại khi thấy anh vừa lấy giày đinh đạp lên mấy cái bánh ú nước cho nhưng tôi gạt tay em ra rồi một người lính khác khoát tay đuổi chị em tôi đi chị em tôi mau mau nắm tay nhau lính quýnh đi về phía nhà ông bà ngoại tiếng cười của họ còn đuổi theo chúng tôi một quãng cho tới lúc chúng tôi không còn nghe thấy gì nữa mới biết mình còn sống hòa bình sợ quá không đi nổi hải vân và tôi phải thay viên nhau cõng em cho tới ranh của ông bà Bà ngoại tôi có cất một cái miễu thờ ông thổ thần nơi giáp với đất của dưỡng ba đậu trong xóm. Đến trước miễu, tôi dở nón khấn vái cảm ơn ông thổ thần đã che chở chị em tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thờ kính ông thổ thần. Chương 11 Năm 1958, tôi học lớp nhất ở trường nữ tiểu học cô giáo của tôi là cô nguyễn thị hoa người bắc cô có mái tóc dài đen mượt nước da cô ngâm đen cô đẹp khả ái và đặc biệt rất quý học trò của cô so với cô xuân phương cô hoa dễ tán hơn ngày cô lấy chồng chúng tôi tò mò hỏi dò mấy đứa bạn có chị em bạn của cô hoa thì được biết người đã lọt mắt xanh của cô là một ông phi công nhưng cô chưa vui được bao lâu. Một hôm, chúng tôi đã thấy cô khóc nức nở vào giờ ra chơi. Tin xét đánh là chồng cô đã tự trận. Rồi từ đó, mỗi lần máy bay trực tăng bay ngang trời, cô quay mặt vô vách. Chúng tôi thấy vậy đều giữ im lặng, như muốn tôn trọng nỗi đau khổ của cô. Hôm nào có nhiều máy bay, cô ra sân đứng, không cho chúng tôi thấy cô khóc từ đó cho tới cuối niên học cả lớp bỗng trở nên ngoan ngoãn không đứa nào dám làm cô phật ý không biết cô có hiểu chúng tôi làm như vậy để chia buồn cùng cô không năm đó là năm cuối cùng của bậc tiểu học nên tôi rất chăm chỉ để sửa soạn thi vô trường trung học phan thanh giản năm đó cũng là năm gia đình tôi nhận được một tin quan trọng Lần đầu tiên trong 5 năm, chúng tôi được tin của ba tôi. Người đàn ông lạ mặt đến tìm má tôi với một mật khẩu mà chỉ riêng má tôi biết thôi. Ông tự giới thiệu hai lồi kêu tôi tới gặp chị. Vừa nghe nói đến hai lồi, má tôi giật mình. Hai lồi, tên lắm của anh khôi. Vì lúc nhỏ anh bị lồi run. Sau khi nói mật khẩu, sứ giả bí mật cho biết ba tôi muốn gặp má tôi ở nam vang ông ta cũng chỉ dẫn mọi đường đi nước bước để má có thể đến chỗ hẹn an toàn ông còn dặn thêm là má tôi phải đến đúng hẹn vì ba tôi không thể chờ lâu được nghe tin này đứa nào cũng muốn đi gặp ba nhưng tiền đâu mà dẫn hết đám con nít đi nam vang đường đi từ cần thơ lên nam vang trong thời ấy rất nguy hiểm má tôi cho biết nếu đi cả nhà thì lúc về sẽ không còn tiền để làm ăn nữa phải bắt đầu lại từ con số không riêng tôi tôi rất muốn gặp ba bằng xương bằng thịt cho nên sẵn sàng chấp nhận con số không tôi thầm sửa soạn tinh thần để đi gặp ba vì là một việc quá quan trọng má tôi phải về Bang Thạch nói với ông bà ngoại và nhì bảy trước khi quyết định. Khi má trở về Cần Thơ, sự việc đã đổi khác. Mấy ngày sau, má cho biết mọi người khuyên nên để một hay hai đứa ở lại trông cửa tiệm. Trong số đó có tôi, bởi vì tôi biết đo ni tất cho khách hàng. Hải Vân cũng phải ở lại vì sợ phiền chủ nhà trên Nam Bang nếu thấy đông người tới nhưng điều quan trọng hơn hết là sợ công an để ý nếu đóng tiệm may nhiều ngày trong thời gian này có nhiều vợ con của những người tập kết cũng kéo nhau vô bưng để gặp chồng con họ một người đàn bà có người anh rể làm cảnh sát ở cần thơ đi thăm chồng ở vùng cà mau rồi mang bầu khi bụng đội áo bà bị công an kêu lên điều tra để giữ bí mật cho Việt Cộng và cho chính chồng mình. Bà phải nói dối là bà làm bé một người có chức vụ trong tỉnh. Bà năn nghỉ nhà cầm quyền đừng lôi xấu xa này ra ánh sáng để bảo vệ đứa con gái lớn của bà. Cảnh sát công an mắc mưu nên bỏ qua. Đất nước chìm trong khói súng, hoàn cảnh trở nên phức tạp trong đời sống của người dân. Nguyên tắc đạo đức của con người bị đe dọa Nhân cách không được tôn trọng Phải tùy cơ ứng biến Tôi sợ lắm Cứ sợ nhân nghĩa lễ trí tín Rồi cũng đi theo cái đà ấy Làm cho dân tộc mình mất gốc Nơi tôi ở Đi qua cõi đường cầu ông Cả Đài Sâu ở bên trong có một con sông Đi dọc bên bờ sông Có thể tới bến xe mới Trên đường đi có mấy cây cầu tre cầu ván mà tôi thường ra đó một mình ngồi thõng chân xuống nước để nhớ về ong vèo ba ngọn kim quy những mật khu kháng chiến không biết còn di tích nào của ba tôi ở những nơi đó không nhưng tôi đi đâu những nơi này cũng đi theo tôi tới đó nơi đào tặng người ái quốc tôi nhìn bóng tôi trong dòng nước chảy lờ đờ rồi nghĩ tới những mất mát của cuộc đời mình trong cuộc chiến. Ví như nước chảy qua cầu, không biết mấy ai ngồi ôn lại để nhớ, để ghi cho con cháu sau này đừng mắc mưu cộng sản. Má tôi nhờ một người bạn gái thân tín thỉnh thoảng tới thăm nom chúng tôi. Trong khi bà lấy cớ lên Sài Gòn thăm bà ngoại nhuận đang đau, sự việc xảy ra trong chấp nhoáng. Má dẫn hòa bình và minh tâm theo cho ba biết mặt minh tâm. Ba cưng hòa bình lắm nên má đem em theo. Tôi và Hải Vân ở lại nhiệm vụ tới nhà cậu hai, con cô chức chụp hình năm chị em tôi để má đem lên Nam Vang cho ba biết Hải Vân và tôi như thế nào. Tiếc là không kịp chụp hình hai chị Kim Cương vì hai chị học ở trên Sài Gòn. Khi má tôi đi được mấy ngày, tôi mới nghĩ tới việc viết thư hoặc mua quà biếu ba tôi. Tôi tự trách mình, vô tình, ngu quá. Hải Vân ăn ủi tôi là quà cáp không quan trọng đối với ba tôi đâu. Em nhắc tôi nhớ lại hồi còn ở vùng giải phóng, ba không thích những đồ từ ngoài thành gửi vô mà ông cho đó là đồ xa xỉ phẩm không được theo má đi gặp ba hai chị em tôi buồn vô cùng để phản ứng lại chuyện bị bỏ rơi chúng tôi mưu toan sẽ bỏ mọi luật lệ sẽ rủ nhau ngày thì đi chơi cho đã nhưng không dám trốn học tối thì thức thật khuya mấy chị học trò của má dù ở chung nhà cũng không có quyền rầy la chúng tôi nhưng sao cứ tan học là hai chị về nhà ngay. Học bài xong, chúng tôi dọn dẹp cửa tiệm, nhà cửa cho sạch sẽ. Hải Vân lại còn tháo mấy bàn máy may, chùi sạch cho dầu dùm mấy chị học trò cùng má nữa. Chiều tối, cả hai đứa đều ru rú ở trong nhà. Bạn tới rủ cũng không đi. Mấy chị học trò lấy làm lạ. Khi thấy chúng tôi không đi chơi, vì vậy một chị nói cô tám nên đi vắng thường hơn mấy bữa này hai đứa này hiền như cục bột vậy rồi cũng tới ngày má tôi trở về bà buồn bã thất vọng như chim gãy cành vì bà không được gặp ba tôi má tôi kể rằng khi lên tới nam vang bà được vợ một đồng chí của ba tôi ân cần đón về nhà bà ấy hai ngày sau bà dẫn má tôi tới một bờ sông thật xa lên một chiếc ghe có mui đã có ai chất mấy buồng chuối xiêm sẵn đó rồi hai bà giả trang là hai bà bán chuối bà ấy làm theo chỉ dẫn của liên lạc viên cứ giả dạ dạng chèo trên sông bán chuối ghe của ba tôi sẽ tìm họ sẽ nhận ra họ nhưng không thấy ba tôi đâu hết cũng không có ai tới nhận diện hai bà để nhắn nhủ câu nào. Má tôi và bà bạn đi tìm nhiều ngày như vậy. Sáng đi, tối về, rồi cũng đành thất vọng mà bỏ cuộc. Má tôi buồn bã dắt hai con trở về Cần Thơ. Sau khi đưa mấy tấm hình của chúng tôi cho bà bạn chuyển dùm, nếu gặp được ba tôi. 18 năm sau, khi ba má tôi gặp nhau ở London, má nhắc chuyến đi mạo hiểm lên Nam Bang và hỏi tại sao ba không đến cho hẹn gặp má. Ba mới cho biết rằng năm 1954, dù nói là đi Nam Bắc, nhưng ông vẫn ở trong Nam. Đến năm 1958, ông mới được lệnh ra Bắc thật sự. Ông muốn trước khi ra Hà Nội, ghé rước má và sáu đứa con ra bắc với ông nên nhận cả gia đình lên nam vang nhưng không may dự định của ông bị tình báo phe quốc gia phát giác cho nên ông và các đồng chí phải đưa ba tôi đi đường khác ra hà nội má tôi lắc đầu nói trời ơi chứ không thì mẹ con tôi đứa thì bị đầy vô rừng sâu nước độc đứa bị đi chống mỹ cứu nước chết hết rồi sau chuyến đi Nam Vang. Lúc đó má tôi mới có 42 tuổi. Bà quyết định sẽ không chạy theo tiếng gọi của bà tôi nữa. Bà dành thì giờ cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Một việc mà má tôi không chịu bỏ cuộc là phải tìm thầy chữa bệnh cho minh tâm. Cứ nghe ai chỉ có thầy hay, thì dù xa xôi đến mấy, bà cũng bồng em đến đó Lần ông ngoại đã thăm chúng tôi Ông nói Tụi cháu có chết đi sống lại mấy kiếp Cũng không làm sao trả ơn má cháu nội Kiếp này ráng mà hiếu Thảo với má Chị Thảo không thích việc may vá Vì chị không có tánh kiên nhẫn Mà cũng không khéo tay Đơm một cái nút áo mà chị còn làm rối chị Thì làm sao trở thành một thợ may được Thường thường Cuối tuần chị về vườn săn sóc ông bà. Ngoài tình yêu dành cho ông bà nội và miếng vườn, chị còn một tình yêu khác nữa. Vì vậy, chị nói dối cả má lẫn ông bà. Với má, chị xin phép về vườn đến Chủ nhật sẽ trở ra Cần Thơ để đi học. Nhưng với ông bà thì chị nói phải ra Cần Thơ sáng Chủ nhật để học bài. Từ má tôi tới ông bà để không ai biết sự thật về chị Thảo Chị có chọn một ngày Chủ nhật hoàn toàn tự do Chị dành ngày đó Cho tình yêu thầm lén của chị Tình yêu đó là những hoạt động Của Việt Cộng Chị Thảo được các cán bộ cộng sản huấn luyện Để làm công tác học sinh Sinh viên Một hôm Hải Vân nói với tôi Ốc của chị Thảo Bị rửa bằng xà bông liên xô rồi Chúng tôi đều biết chị đi đâu và làm gì, nhưng chúng tôi không dám cho người lớn biết. Bệnh của chị Thảo là một thứ bệnh không có thuốc chữa. Dù ông bà ngoại và má tôi có biết cũng không thể nào thay đổi được chị mà chỉ thêm đau buồn vì thất vọng thôi. Khác với các học trò lớp nhất bình thường, chị Thảo không muốn thi đậu để vô trường Phan Thanh Giản vì Việt Cộng không cho phép. Họ sợ chị bị công an để ý theo dõi nếu học trường công. Chị vẫn đi thi nhưng cố tình làm cho mình rớt. Thật ra thì chị là người thông minh học rất giỏi. Bà ngoại tôi vì muốn các cháu gái cũng được học hành đến nơi đến chốn như các cháu trai. Sẵn sàng trả học phí trường tư cho chị. Việt Cộng muốn chị học Anh Văn là sinh ngữ tránh để sau này có thể giúp đỡ nhiều cách mạng. Rồi chị Thảo bắt đầu nói đến Mỹ Diệm với một giọng hành học đầy hận thù. Mỗi thứ hai, trong lúc mọi người ngồi quanh bàn tròn dưới bếp để học bài, thì chị thao thao bất tuyệt kể tội lỗi của đế quốc Mỹ. Những danh từ chị dùng cũng mới lạ đối với chúng tôi. Đó là kết quả của ngày hôm qua, ngày Chủ nhật khi chị họp với các cán bộ Việt Cộng. Đã có nhiều lần, chị Thảo rủ tôi đi theo chị để gặp những cán bộ lớn tuổi đời, tuổi đảng. Nhưng lần nào, tôi cũng trả lời chị một câu quen thuộc. Mấy ông cha bên đạo Thiên Chúa dụ em đi nhà thờ ngày Chủ Nhật để được lên thiên đàng em còn từ chối. Em đâu có ngu mà đi xuống địa ngục với Việt Cộng. Chị không giận chị cười rồi tuần sau lại rủ nữa và tôi cũng trả lời y như trước vậy nhưng rồi có một hôm tôi đã nghe lời chị vì chị dụ tôi rằng nếu em giúp chị việc này ba mà biết được ba vui lắm thế là tôi nghe bùi tai đi theo chị hôm ấy nhằm buổi sáng chủ nhật chị sửa soạn ra cần thơ trước bọn chúng tôi để học bài như chị nói với ông ngoại bà ngoại tôi theo chị ra cần thơ sớm lúc đầu chị và tôi đi xe đò nhưng chưa tới cái tắc thì chị đã đòi xuống ngang giữa đường để đứng bên đường chờ xe khác rồi đi gần tới cái răng chị lại xuống xe một lần nữa và lại đứng bên đường đón xe khác chị không đón xe đò dù có xe vừa đi qua Lần này chị bắt tôi phải chờ xe lam. Lên xe lam ngồi. Tôi giận chị lắm. Không thèm nói chuyện với chị nữa. Hồi nhỏ, tôi nghĩ cách đối xử tàn nhẫn nhất là khi giận không nói chuyện với nhau. Xe lam vừa chật chội vừa chạy chậm rì rì. Tôi bắt đầu cằn nhằn. Chị làm mất hết ngày giờ của em. Nếu mình đi xe đỏ thì mình tới lâu rồi. Chị không nói gì mà chỉ lấy cùi chỏ thúc vô hông tôi, bắt tôi im lặng. Khi đến giữa khoảng từ cầu rạch ngỗng đến cầu tham tướng, tôi thấy chị có vẻ lo sợ, ngồi không yên trên băng xe chật cứng, động đậy hoài. Xe bị kẹt một đoạn thật sự. Tôi không biết là có tai nạn xe hay cảnh sát công an xét thẻ căn cước thẻ học sinh cũng có thể quân cảnh xét lính. Tôi biết rõ hai chục cây số của con đường này, còn rành hơn biết người thân của tôi đi theo Việt Cộng. Lúc xe làm ngừng lại, tắt máy, chị Thảo biểu tôi đi bộ lên coi chuyện gì mà bị kẹt cứng ở đó. Tôi nghe lời chị đi quan sát. Lúc trở lại, tôi cho chị hay là công an, cảnh sát, quân cảnh, hiến binh, con người mặc thường phục, có người quân phục đang xét giấy tờ phía trước nghe nói vậy chị thảo vội đưa cái cặp da của chị cho tôi giữ cầm cái túi vải rời xe đi băng qua đường mất dạng sau hàng tre trên bờ đê bà già ngồi trước mặt chúng tôi lấy khăn chùi cổ trầu quanh miệng rồi nói trời giọng này có nước đái trong quần con nhỏ này khôn, đi trước cho rồi. Khi người tài xế cho xe nổ máy, rồi từ từ chạy theo xe trước, tôi nhìn quanh để tìm chị Thảo, nhưng không thấy chị đâu cả. Một lúc lâu, tôi thấy một bóng người quen quen đứng bên kia đường. Nhìn kỹ, tôi nhận ra chị Thảo. Chị Thảo bây giờ không giống chị Thảo hồi sáng nữa. Chị bỏ guốc, đi chân không, bỏ quần áo cũ mềm, thay cho bộ đồ sạch sẽ. Mái tóc thề của chị bị cắt cụt ngốn như một bà sầm bán hẹ. Chị băng qua đường, đến bên tài xế để trả tiền xe đi Cần Thơ. Dù hồi nãy chị đã trả rồi, chị không nhìn tôi, mà tôi cũng không dám nhận chị. Chị không trở lại chỗ ngồi cũ bên cạnh tôi, mà tới ngồi ghế ở phía trong, cạnh một người đàn ông nhà quê hình dáng của chị thay đổi cử chỉ cũng khác thường chị gãi đầu hoài y như đầu chị bị trí cắn vậy hết ngãi đầu chị lại bẻ mấy lông tay kêu lóc cóc chị còn móc lỗ mũi nữa chứ thấy chị làm tôi nói thầm người này đâu có phải chị tháo vì má tôi cấm ngặt việc móc lỗ mũi nơi công cộng Tôi đoán ngay là chị đóng kịch để che mắt mọi người. Tôi thầm phục chị lanh trí và đóng kịch hay hơn cô Kim Cương. Sau khi quân cảnh và cảnh sát kiểm soát giấy tờ của hành khách, một người mặc thường phục đưa ra ba tấm hình. Hỏi tài xế có bao giờ gặp ba người trong hình này không? Tôi ngẩng cổ lên nhìn, nhận ra một tấm hình của chị Yvonne, giống như hình trong thẻ học sinh của chị. Tôi sợ điếng lên khi một người mặc thường phục khác xét cái cặp giang của thảo tôi đang ôm khư khư tôi nín thở mà cặp ra. bên trong chỉ có một cuốn từ điển anh việt ông lấy ngón tay lật một cái rù rồi thấy không có gì ngoài mấy trăm trang từ điển ông trả cuốn từ điển lại cho tôi tôi hoàn hồn khi chiếc xe lam từ từ lăn bánh Chúng tôi xuống xe ở góc đại lộ Hòa Bình và Ngô Quyền. Tôi giận chị Thảo quá, nên ráng đi lẹ hơn chị cho hạ giận. Cứ đi như vậy mà trong bụng tôi tức cành hông. Đến khi chúng tôi băng qua lộ để về cầu cả đài, chị Thảo mới lên tiếng. Hồi nãy chị vái cho em đừng nói chuyện với chị. Hồi chị trong ruộng trở ra, em nín thình chị mừng quá. Tôi nói, em không biết ai phù hộ cho chị bữa nay. Chị chỉ cười, im lặng. Tôi nói, hồi nãy em thấy hình chị Yvonne. Đừng lo, chị ra ngoài chợ trước mình rồi. Tôi lo sợ hỏi, thế còn phần chị? Không biết, đừng lo. Tôi nhìn đầu chị rồi dọa. Ông ngoại không cho tụi mình cắt tóc cụt đâu, chết chị rồi nhưng chị nhún vai đừng lo chị không về thăm ông nội bà nội ít tuần thì tóc dài lại thôi mà chị đưa tay lấy lại cái cặp da từ tay tôi rồi nói chị cho cưng biết là cưng đã làm một công việc vô cùng quan trọng để giúp chị đó em giỏi thiệt tôi tức giận nói em có làm cái gì đâu ngoài chuyện sợ muốn đái trong quần chị nghiêm giọng cái này không phải là chuyện giỡn đâu Dung à. Cưng cầm trong tay phân nửa cái kế hoạch công tác thành. Nửa phần kia được đem ra ngoài này trước rồi. Tôi mau mau lấy tay che mắt, che tay, che miệng một hơi rồi lắc đầu lia lịa. Em không muốn biết, không muốn nghe, không muốn thấy mấy cái việc chị làm đâu. Nhưng chị tiếp tục nói cho tôi biết là một nửa bản kế hoạch được dán trong cái bìa cứng của cuốn từ điển dù không còn ôm cái cặp da trong tay nữa nhưng khi nghe chị nói vậy tim tôi bỗng đập mạnh lên cổ tôi khô hai bàn tay đổ mồ hôi trong tôi nhiều tình cảm lẫn lộn nào là tình cốt nhục giữa chị và tôi nào là ngôi trường mà tôi vừa nhập học nào là tình thầy trò vừa chớm nở tôi thầm thán phục sự can đảm của người con gái nhà quê này mới hôm qua chị hái rau bẻ trầu cho bà nội hôm nay đã đi làm cán bộ cho việt cộng tôi muốn can đảm như chị nhưng dùng sự can đảm đó để đưa gia đình tôi ra khỏi khó khăn chứ không lấy nó mà chung sức với việt cộng được tối hôm đó sau bữa cơm chiều Má tôi kiên nhẫn tỉa tóc cho chị Thảo Để chị có mái tóc gọn gàng ngay ngắn lại Trong nhà ai cũng tội nghiệp chị Vì chị nói láo rằng Lúc thổi lửa nấu tấm heo Lửa áp phần bắt qua tóc chị Đêm đó lúc chỉ có hai chị em tôi học bài Tôi nói nhỏ với chị là Khi chị chết xuống âm phủ chị sẽ bị bọn quỷ sứ kéo lưỡi chị dài cả cây số vì cái tội nói láo. Chị Thảo cười vị tha mà không giận tôi, vì chị biết tôi thương chị. Hai chị Thảo và Yvonne càng ngày càng bị siết chặt vào vòng của Việt Cộng. Hai chị không khác gì những kẻ mê muội tin vào một tà đạo, đem hết của cải bản thân mình dâng hiến cho tà đạo ấy hai chị tôn thờ chủ nghĩa cộng sản một cách mù quáng nên thờ ơ với các bổn phận trong gia đình họ nói dối họ co mặt ông bà để phục vụ cho cộng sản chị thảo miệt mài trong thư viện việt mỹ để tìm hiểu về kẻ thù của chị qua sách vở người bạn hàng xóm của tôi là anh chu dung anh là người bắc làm việc ở nhà thuốc tây lương xuân đấu anh lớn hơn tôi chừng 15 tuổi nhưng đám con nít chúng tôi mến anh lắm. Có thể vì anh là người phương xa đến Cần Thơ làm ăn, anh. anh hiếu khách mà khách cũng quý mến anh. Kêu anh là anh Bắc Kỳ. Anh vui vẻ thân mật với tất cả mọi người, từ trẻ con đến người lớn. Anh đẹp trai và là người duy nhất ở Cần Thơ lúc bấy giờ có chiếc xe đạp bằng nhôm bóng láng qua anh dung chúng tôi quen chị hằng và em chị là anh hùng cả hai chị em cùng làm việc ở thư viện việt mỹ hai người cũng quý mến chị thuận hải vân và tôi chị thảo biết chúng tôi quen với anh hùng nên một hôm chị nhờ tôi hỏi dò anh để biết chừng nào ông giám đốc người mỹ của thư viện từ sài gòn xuống cần thơ chị muốn biết rõ tên họ và chức vụ của ông. Chị thảo và tổ chức của chị tin rằng chức giám đốc thư viện chỉ là bề ngoài, nhưng thật ra ông là nhân viên cao cấp của cơ quan tình báo CIA. Tôi từ chối săn tin cho chị thảo. Tôi nói thẳng cho chị biết là tôi không thể lợi dụng bạn như vậy được. Chị liền nổi giận nói: Mấy người đó không phải là bạn của em được. Họ là tay sai của Mỹ. Tôi nổi giận, nát lại. Nếu chị không phải là chị của em, em kêu công an bắt chị liền. Chị liền lên mặt dạy đời tôi. Đừng quên mình là con cháu của những người làm cách mạng. Bổn phận của mình là ủng hộ cách mạng. Tôi không chịu thua, lan lớn lên. Công tác đó là dịch mình xe buýt, giết ông bà già chứ gì tôi dám thẳng thắn trả lời chị vì tôi biết ba tôi không đành lòng cho con mình đi làm kẻ giết người chuyện tranh cãi giữa chị thảo và tôi đến đó tạm ngưng nhưng con đường chị đi còn dài lắm hai ngày sau người ta liệng lựu đạn vô sân thư viện người lính việt nam gác cổng thiệt mạng chương mười hai Mỹ Việt trợ Việt Nam, người cố vấn Mỹ qua càng ngày càng nhiều. Những ngôi nhà rộng lớn cất hồi thời Pháp thuộc. Bây giờ chủ nhà sửa sang lại cho Mỹ mướn. Gia đình tôi có biết chú Tư là người trước kia theo Việt Minh. Hết giặc, chú Việt Anh làm ăn lương thiện để nuôi vợ nuôi con. Thím Tư có sạp bán cá ở chợ Cần Thơ còn chú làm nghề thợ mộc cho hãng cây ở gần cầu xéo hãng mộc trúng thầu sửa dãy nhà gần phòng mạch bác sĩ thuấn chú tư tới sửa nhà cho hãng thầu không đầy hai ngày thì bị bom nổ chết tại chỗ khi chú đang cưa cây người dân vô tội chết vì miếng cơm manh áo chú tư chết nhưng việc sửa nhà cho mỹ mướn vẫn được tiến hành rồi người Mỹ cũng dọn vô ở. Họ mướn người Việt giữ an ninh cho họ. Việt Cộng bắt người vô tội hy sinh tánh mạng để giành mặt người Mỹ và chống đối sự tham chiến của quân đội Mỹ. Lúc đó tôi còn nhỏ quá nên không có ý kiến gì về cuộc chiến này. Dĩ nhiên tôi cũng muốn gia đình tôi được đoàn tụ, không nghĩ tới kẻ thắng người bại mà chỉ mong cho hai bên ngưng bắn giết lẫn nhau những người theo việt cộng tuyên truyền mỹ là kẻ thù của dân tộc việt nam nhưng tôi lại thấy người mỹ đem ánh sáng văn minh tới cho người việt chỉ riêng trong tỉnh cần thơ tôi đã thấy các hội thiện nguyện mỹ giúp xây cất công viên mấy cái ghế đá ở bến ninh kiều đều có dấu tích của tổ chức khe với hai bàn tay nắm lấy nhau họ xây cầu sửa đường lộ mở rộng cất thêm trường học chủng ngừa cho học sinh mức sống của người dân từ thành thị đến thôn quê được thoải mái hơn qua những chương trình viện trợ này trong khi đó ban đêm việt cộng lại đặt miền phá bỏ những công trình này để đưa đời sống người dân trở lại tối tăm u ám như những hang hố họ đào cho họ tôi không muốn cũng không đòi hỏi gì ở người Mỹ họ muốn gì họ sẽ làm gì với dân tộc Việt Nam họ có xúc phạm tới nền văn hóa cổ truyền của người Việt không nhiều người tự nhận là đồng chí hoặc bạn của ba tôi cảnh giác chúng tôi làm Mỹ sẽ xâm lăng Việt Nam như Tây đã làm hồi thế kỷ trước do đó tôi phải có trách nhiệm cộng tác với họ để chống lại cuộc xâm lăng của Mỹ nhưng tôi là một đứa con nít cứng đầu không tin những lời tuyên truyền đó tôi cũng không tin ai hết tôi muốn tự mình nhận xét coi ai thật sự yêu nước và ai đang hại dân tôi khi dễ những hành động phá hoại của việt cộng tôi hãnh diện về dân tộc mình nên không muốn bất cứ ai nhảy vào việt nam mỹ hay nga đều là ngoại bang làm gì có chuyện họ thương xót dân mình tôi tin rằng khi có hoàn cảnh thuận tiện khi người dân có quyền tự chủ và tự do việt nam sẽ vươn lên sánh vai với các nước văn minh trên thế giới không thua kém ai tôi không tin hoa kỳ với truyền thống dân chủ lại đem quân xâm chiếm một nước nhỏ bé xa xôi tách nhau cả một đại dương vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Chính Tổng thống Roosevelt là một trong các lãnh tụ thế giới chủ trương khuyến khích các nước thực dân như Pháp, Bỉ, Hoa Lan nên trả lại độc lập cho các thuộc địa mà họ đang cai trị. Vậy thì không lẽ ngày nay Mỹ lại đi ngược với trào lưu mới của thế giới? Tôi nghĩ rằng dân Mỹ không thể quên lời nói bất hủ của Tổng thống Abraham Lincoln. Stand with anybody that stand right. Stand with him while he is right and park with him when he go wrong. Hãy đứng với bất cứ ai mà họ ở vị thế đúng. Hãy đứng với anh ta khi anh ta vị thế đúng và hãy tách rời anh ta khi anh ta ở một vị thế sai. Chủ nghĩa cộng sản là phi nghĩa, là làm trái lòng dân Đứa nhỏ như chị em tôi đã hiểu như vậy rồi. Tại sao những người biết yêu nước lại bị mê hoặc vì cái thuyết này? Tôi ví họ như những người theo đạo không, như mê tín dị đoan vậy. Ba tôi đã làm tròn bổn phận của một người cha đối với chúng tôi. Ông dạy chúng tôi yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam. Tôi tin tưởng ở người, tôi hãnh diện được làm con của một nhà cách mạng người đã hy sinh đời sống cá nhân của mình để tham gia cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp. Nhưng bước qua thập kỷ 1960, Việt Minh chỉ còn là một bóng mờ của dĩ vãng. Trên thực tế, mặt trận giải phóng miền Nam mới được thành lập sau so cuộc đồng khởi. Mặt trận chỉ là một cánh tay vươn dài của cộng sản Hà Nội mà thôi. Bên này của con sông Bến Hải, là chánh phủ của ông Ngô Đình Diệm. Hồi còn học tiểu học, học trò chúng tôi thường phải đứng hai bên đường từ cầu Cái Khế tới đại lộ Hòa Bình để đón chào Tổng thống khi ông xuống thăm Cần Thơ. Chờ đợi từ sáng cho đến trưa, tay cầm cờ, lòng nôn nóng, bụng đói, khát nước. Một hôm, một ông cán bộ Việt Cộng lớn tuổi, tôi kêu bằng chú, đánh đố đám con nít chúng tôi, xem có đứa nào can đảm dám nhổ nước miếng vô mình tổng thống. Khi ông xuống xe nhận hoa, do học trò tròn cho ông không? Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời ông. Tôi là con ông Đặng Văn Quang, chứ không phải vừa ở lỗ nẻ chui lên, nên không ngu dữ vậy đâu chú. Chị Yvonne bộ lấy tay bụng miệng tôi lại. Rồi bắt tôi xin lỗi Tôi đã không xin lỗi mà còn nói thêm Chú hy sinh con của chú đi Chứ cháu có huy chương rồi Ông giận tái mặt hỏi Cháu làm gì mà được huy chương Tôi vênh mặt đáp Cháu sống ở rừng U Minh mấy năm Mà không bị ai kêu là quân rừng Vì quân rừng mới ngu đi nhổ nước miếng vô mình người Mà phe quốc gia coi như ông trời Tối hôm đó, chị Yvonne kể lại cho dì bảy nghe câu chuyện tôi trả môi trả miếng ông cán bộ. Tôi bị dì bảy cho là đồ khó bảo, không kính trọng người lớn, làm mất mặt ba tôi, mất mặt dì. Dì còn cấm không cho tôi về vườn nữa. Tôi tủi thân việc không được dì binh vực, mà dì còn nghe lời chị Yvonne rầy tôi trước mặt mọi người làm tôi mất mặt. Tôi khóc lóc, dãy dùa ói mửa cho đã giận khi đã hết khóc tôi làm bộ rên rỉ cho cả nhà sợ một ven chị ba hồng nga dẫn tôi ra sau vườn vỗ về ngay từ hồi còn nhỏ tôi đã hiểu những lời tuyên truyền lừa dối của cộng sản là mị dân họ hứa hẹn sẽ chia cho tá điền nghèo ruộng đất mà họ tịch thâu của chủ điền giàu những người dân nghèo tin việt cộng nghèo là phải vì họ là những người khờ dại hoặc tham lam làm biến không có tinh thần tự lập giữa năm 1954 hơn 800.000 người Bắc di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva. Họ là những người cần cù, đáng làm gương cho những kẻ làm biến. Sự chọn lựa đi Nam của họ là một sự chọn lựa mạo hiểm nhưng khôn ngoan. Họ đã dám lìa bỏ quê cha, đất tổ, để vô nam tìm tự do, tìm cuộc sống thoải mái hơn là ở với Cộng sản. Trong khi đó, chỉ có chừng khoảng 180.000 người Nam tập kết ra Bắc. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Cho nên lúc đó tôi chưa biết kỳ thị Bắc kỳ di cư. Tôi còn hãnh diện vì có nhiều người Bắc kỳ chọn Cần Thơ là quê hương thứ hai của họ. Giữa đường Võ Tánh, từ nhà tôi tới trường Nam Tiểu học có một cái nhà ngói đỏ. Sáng nào đi ngang, tôi cũng đứng lại nhìn thật lâu. Sao mà giống cái nhà ở ông vèo vậy? Dù bốn cái cột trước nhà không phải bằng gỗ mùn, Tôi nói với má tôi về cái nhà này. Nhưng má tôi không tin. Vì hồi ở ông vèo tôi mới có năm tuổi. Làm sao mà nhớ được? Nhưng má tôi cũng đi coi Rồi công nhận tôi có trí nhớ dài Tôi còn nhớ chính tôi tiếp chị Hiền Dăng một cái võng trước nhà Giữa hai cây cột môn Ba tôi thường đưa Hải Vân ngủ trên cái võng đó Những kỷ niệm êm đềm ấy làm sao tôi quên được Có thể đây là lần đầu tiên ở Cần Thơ Má tôi và tôi nhắc đến ông vèo Nhắc đến ba tôi và những ngày vui ở đó từ ngày em minh tâm tôi bị bệnh, hầu như không bao giờ má tôi cười nữa. Nhưng khi tôi nhắc tới ông vèo, má tôi sẽ say sưa kể lại những kỷ niệm cũ. Cứ một điều ba con, hai điều ba con, như một người vợ trẻ nhắc đến chồng. Trong tiệm may Mỹ Dung, chúng tôi không có những giờ phút riêng tư. Cuộc sống chung trả với các chị học may làm gia đình tôi mất đi phần nào tự do tôi không dám nhắc tới ba tôi trước mặt mọi người vì ai cũng tin là ba tôi mất tích dù còn là con nít tôi cũng quen nhiều người trên đường võ tánh vì vậy những chuyện xảy ra trên con đường này vui buồn cũng như những đổi thay tôi đều biết một hôm có người cho tôi biết ông chủ của căn nhà số 18 trên đường Võ Tánh là một ông cai tù sắp phải đổi ra Phú Quốc nên muốn bán căn nhà đó trước khi đi đến nhiệm sở mới. Tôi về cho má tôi hay vì muốn ở căn nhà đó tôi tán má. Má à, có khi mình dọn vô nhà này mình gặp hên đó má. Nó giống y như cái nhà hồi đó mình ở với ba không chừng khi mình ở nhà này ba với anh khôi về đó nghe tôi nói má chỉ cười nhưng cũng bằng lòng đi coi căn nhà ông cai ngục rồi má quyết định mua căn nhà đó không phải vì lời tán tỉnh của tôi mà vì má muốn được sống thoải mái hơn má tôi bán tiệm may mỹ dung cho một người làm nghề giặt ủi rồi cho học trò về nhà nghỉ xả hơi hai tuần trong khi chúng tôi dọn tới nhà mới. Nhà có sân trước thật rộng, nên má mướn người sửa cái sân đó thành một tiệm may. Khi tiệm mở cửa lại, tôi vẫn còn giữ sổ sách. Vì sửa nhà quá tốn kém, má tôi thiếu tiền để trả nốt cho người bán, mà đã đáo hạn. Má sai tôi về vườn xin phép bà ngoại cho tôi bán đôi bông, hai chiếc vòng đeo tay và sợi dây chuyền mà bà cho tôi. Má tôi thì luôn luôn coi những gì ông bà cho đều là bảo vật, là kỷ niệm quý báu. Riêng tôi, tôi cho rằng những đồ vật đó chỉ là những củ cải vật chất không cần thiết vì tôi có đeo nó bao giờ đâu. Kỷ niệm đối với tôi là nụ cười vị tha, hiền hòa của bà, là bàn tay bà vuốt mái tóc, che hai con mắt của tôi. Tóc dài sao con không hết vậy? Bà thường hỏi tôi, có nghe chừng nào ba con về không? Còn bảo vật đối với tôi là tình yêu vô bờ bến của ông bà. Chiều Chủ nhật, tôi đem vàng đã bán cho tiệm Kim Hoàn Mỹ Trang ở Bến Ninh Kiều để có tiền trả cho ông chủ nhà. chương 13. Tôi nghe lo phóng thanh oan oan réo tên Trần Ngọc Dung làm tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Tim tôi đập nhanh hơn, người tôi nóng bừng. Lúc đó tôi không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc co giò chạy lẹ về nhà để báo tin cho má tôi hay là tôi đã thi đỗ vào lớp đệ thất trường trung học Phan Thanh Giản không phải chỉ là một vinh dự vì được học ở một trường công lớn của tỉnh Cần Thơ. Mà điều quan trọng hơn đối với riêng tôi là má tôi không phải trả học phí suốt 7 năm dài cho một trường tư nếu tôi thi rớt vô trường công. Tôi chạy như bay về nhà, nửa đường tôi sực nghĩ đến sự trùng tên. Rồi có con nhỏ nào cũng tên là Trần Ngọc Dung, cũng sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với tôi thì sao? cho nên tôi chậm lại tôi thầm tự hỏi trong trường hợp này tôi sẽ phải làm sao đây nhưng chỉ mấy giây sau tôi nghĩ đến số báo danh hai người có thể trùng nhau mọi chi tiết nhưng chắc chắn không thể trùng số báo danh được như vậy thì còn sợ ai khác nữa tôi đã bị thất vọng nhiều lần nhiều hơn số tuổi của một đứa con nít làm sao tránh khỏi mất tự tin. Về đến nhà, tôi thấy má tôi ngồi may miệt mài như quanh năm, ngày tháng mà má vẫn làm. Tôi đón rén, lén vào sau lưng, rút sợi dây điện ra khỏi ổ cắm điện. Ngay lập tức, máy may ngừng Má giật mình quay lại thấy tôi, nhưng tôi không để bà hỏi. Tôi vội nói, con đậu rồi. Bà không nói gì, nhưng vẻ mặt bà tươi lên, đôi mắt sáng ra với nụ cười mãn nguyện. Tôi choàng ôm lấy lưng má như để truyền niềm hạnh phúc tôi đang có sang cho bà. Đó là kết quả của những ngày đêm cầm cụi học thi dưới nhà bếp, ở trường và ở lớp toán đặc biệt của thầy ù Những ngày cực hình đã qua, hè này đi chơi cho thả cửa để trả thù. Mấy chị học trò của má cũng vui lây, dành nhau may áo dài cho tôi. Nhưng tôi lại không tha thiết với việc mặc áo dài, vì cứ nghĩ rằng áo dài chỉ dành cho người lớn, còn mình thì cứ quần cột bằng các ghi cho gọn. Một lát sau, tôi trở lại trường Phan Thanh Giản, chen chúc trong đám đông các phụ huynh và thí sinh. Cố đến gần 8 bảng niêm yết danh sách các thí sinh trúng tuyển để coi cho bằng được tên tôi trên giấy trắng mực đen cho thêm an tâm. Tôi nhẩm đọc đi đọc lại cả chục lần tên Trần Ngọc Dung sinh ngày 24 tháng 5 năm 1946 tại Long Thạnh Cần Thơ. Chị Thuận cũng có tên trên bảng vàng. Điều đó đối với tôi là điều tất nhiên vì chị học rất chăm chỉ và thông minh chị luôn luôn là một trong ba người đứng đầu lớp. Tôi phục chị lắm, nên đã nghĩ rằng cuộc thi tuyển này đối với chị như ăn cơm bữa. Chị nhắm một con mắt, thì cũng đậu. Trong khi đó, tôi không làm biếng, nhưng ham chơi, cứ vui trước rồi trả nợ sau. Khi gần đến ngày thi, tôi phải học dồn, học ép, mất ăn, mất ngủ cả tháng trời. Điều tôi sợ thứ nhất đã làm má tôi buồn. Và điều sợ thứ hai là phải học nhồi lớp, mắc cỡ với chị Thuận. Tôi hay thầm vái trời, đừng bị học lớp tiếp liền. Chiều hôm đó, chị Thuận và tôi rủ nhau đi quanh quẩn trong khu trường mới. Tôi nghe lòng vừa bồi hồi vừa hãnh diện. Bồi hồi vì tôi bước vào một giai đoạn mới, tương lai mở rộng trước mắt hãnh diện vì biết rằng mình không phải là đồ bỏ thế là chị thuận và tôi đã nối gót những người đi trước trong gia đình đã học trường này đó là ba của chị thuận và các cậu hai chị em tôi ngồi trong hành lang của trường bên cạnh vườn bông từ hành lang này chúng tôi có thể nhìn thấy nhà mình bên kia đường võ tánh chị thuận là hình ảnh của người con gái dạy thì dịu dàng và lãng mạn chị thích làm thơ và mê đọc sách chị mong đến ngày lên trung học để được mặc áo dài và được mang guốc cao gót còn tôi thì lại chỉ mơ được vào ban thể thao để chạy đua mang giày ba ta trắng như con ông tỉnh trưởng tôi mơ được làm trưởng ban thể thao với hy vọng được phụ thầy trần ngọc nhung dạy lại các bạn cùng lớp trong khi chúng tôi học thi má tôi hứa nếu chúng tôi thi đậu thì sẽ cho mỗi đứa một món quà chị thuận muốn được thưởng cây viết pilot ở tiệm hồng phát còn tôi thì lại mơ được uốn tóc chị thuận hay hát nho nhỏ bên tai tôi em ơi nếu mộng không thành thì sao bây giờ thì mộng của hai chị em tôi đã thành rồi cho đến ngày nay tôi còn nghe mùi thuốc uốn tóc đâu đây và cả cái mùi khen khét trên cái đầu nặng trĩu với mấy cây kẹp nóng tôi chọn uốn nóng vì rẻ hơn uốn lạnh mấy chị học trò của má đều khen cái đầu quăn của tôi nhưng mấy ngày sau khi ông ngoại tôi ra tỉnh để dẫn đám cháu đi mua sắm giấy mực cho ngày tự trường và cho chúng tôi đi ăn ở túy Huế Lầu như mọi năm. Thì cái đầu tóc quăng của tôi bị chê liền ngay lập tức. Ông ngoại muốn cháu của ông phải giữ tóc cha mẹ đẻ. Hôm đó, tôi biết tôi sẽ bị ông ngoại giận, nên định lấy khăn trùm kín tóc. Nhưng rồi tôi đổi ý, thử làm gan cho ông thấy cái đầu quăng. Lúc ông xuống xe lôi, bước qua nhà, tôi nhanh nhẹn chạy trước nhất quanh tay chào thưa ông ngoại mới ra cháu thi đậu vô để thắt rồi ngoại ơi trên khuôn mặt hiền từ của ông nụ cười biến đi ngay khi ông nhìn thấy cái đầu quan của tôi ông bực bội hỏi được cái đầu quan mà để ông ngoại buồn có xứng không tôi trả lời yếu xìu dạ không ông không tha lỗi cho tôi dễ dàng như vậy đâu. Hôm đó, sau khi đi mua sắm cho các cháu, ông đưa chúng tôi tới tiệm túy huê lầu. Trước khi ngồi vào bàn, ông nói, ông không ngồi gần mấy đứa đầu quanh đâu nghe. Tôi dành ngay cái ghế kế bên ông rồi nhõng nhẽo. Mà đầu quanh muốn ngồi kế ông ngoại. Nghe vậy chị em tôi cười rộ lên chỉ có ông là không cười thôi thò tay vô túi áo bà ba trắng của ông tôi lấy ra bao thuốc vẫn một điếu rồi nhét vôi giữa hai ngón tay của ông để chuộc tội mọi người nhìn tôi lắc đầu từ ngày ở trong bưng biển ra cần thơ năm lễ thất của tôi là năm đầu tiên tôi cho phép mình sung sướng cho phép tôi vui với tuổi học trò tôi bỏ dần lời hứa hai năm của ba tôi. Mấy chị học đệ ngũ cho rằng hai lớp đệ thất và đệ lục là hai năm học sung sướng nhất của tuổi học trò bậc trung học. Rồi sau đó mới bắt đầu học hành chăm chỉ. Hai năm đó bọn tôi vừa là người lớn vì lớn hơn đám học trò tiểu học nhưng cũng vừa là con nít vì nhỏ hơn mấy anh mấy chị lớp đệ ngũ trở lên. Mới nhập học mà tôi đã có nhiều bạn, đủ thứ bạn. Người bạn là chị Nguyễn Thị Hiệp, trưởng lớp. Chị lớn hơn tôi chừng 5 tuổi. Vì chiến tranh, nhiều người bị chậm trễ trong học hành hoặc phải bỏ học để đi làm sớm, không phải chỉ riêng một mình chị Hiệp. Trong lớp tôi, có sáu chục học sinh đủ mọi lứa tuổi, từ 12 đến 19. Tôi thân với chị Hiệp, nên lúc nào cũng kề sát bên chị. Đến nỗi chị kêu tôi là cái đuôi của chị. Cũng như ba tôi, ba chị Hiệp là Việt Minh, cùng người Israel đánh đuổi giặc Tây. Má chị dẫn chị lên Nam Vang và cho chị học một trường trung học Tây. Do đó, khi trở về Cần Thơ, chị nói tiếng Việt không có rành và thiếu nhiều ngữ vận. Chị phải học lại từ lớp đệ thất. Lần đầu tiên gặp chị, tôi nói, chị nói tiếng Việt như người miên vậy. Chị liền phản ứng, mẹ, tại sao mày biết bộ mày là miên hả? Rồi chị kể cho tôi nghe về ba má chị. Vì mới về Việt Nam, chị chưa hiểu gì về vấn đề an ninh, nên không sợ công an quốc gia hỏi thăm. Chị Hiệp học giỏi lắm vì đã có bằng trung học Pháp ở Cao Miên. Chị thường cấp cua giờ Pháp văn và giờ toán. Mà đó chính là hai môn tôi rất kém. Chị chăm chú nhiều nhất là môn Việt văn. Ngoài ra, chị cũng cố gắng tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán của người Việt để trở lại làm người Việt tránh cống. Tôi thường nói đùa là chị suy nghĩ như một thằng Tây còn tánh tình chị là tánh nóng của một người miên. Chỉ có máu Việt Nam trong người chị mà thôi. Một hôm, trong giờ sử, chị không trả lời được câu hỏi của giáo sư. Chờ một hồi lâu, thầy phải cho chị ngồi xuống. Thế là chị sổ ra một trang tiếng Pháp pha với tiếng miền. Tôi tò mò hỏi chị nói gì với thầy vậy? Chị đáp, tao nói, mẹ Tao đương điên cái đầu Nửa thằng Tây Nửa thằng Miên Bây giờ là bắt tao trả bài của thằng Việt Nói xong Chị gục đầu xuống bàn Chị Hiệp và tôi thường học bài chung với nhau Có khi ở nhà chị Có khi ở dưới bếp nhà tôi Khi chúng tôi đã thật thân rồi Tôi tiết lộ bí mật gia đình tôi cho chị hay. Đó là chuyện ba tôi tập kết Đàm Bắc tôi cứ tưởng chị ngạc nhiên lắm không ngờ chị lại nói tao biết rồi biết từ hồi mới gặp mày lần đầu kia nhỏ à tôi hỏi làm sao chị biết có phải chị thới ở rạch ngỗng cho chị biết không sở dĩ tôi nghĩ chị thới vì chị thới cũng thuộc gia đình việt cộng nhưng chị hiệp chỉ một ngón tay lên trán tôi thân mật đáp nên nhớ là tao lớn hơn mày năm tuổi nghe tình bạn giữa chị hiệp và tôi vô cùng quý báu có một người bạn để tin tưởng và tâm sự ở cõi đời đầy lừa lọc gian trá và nhiều đe dọa không phải là dễ kiếm tôi đã sống nhiều năm trong cô đơn có anh anh đi tập kết có chị chị phải đi học xa nhà tôi khao khát tình phụ tử nên tôi rất cần có bạn chị Hiệp chợt xuất hiện như một vị cứu tinh của tôi lúc bấy giờ nhờ chị tôi đã giành lại chỗ đứng danh dự dưới ánh sáng mặt trời tôi không còn mặc cảm mồ côi cha đã vậy cả hai chúng tôi cùng hãnh diện vì cha chúng tôi đều là những người yêu nước chị Hiệp không thích nói tới chuyện thời sự đã mấy lần tôi nói chuyện nước non chị gạt phát đi chị nói Mấy chuyện mắc dịch đó để cho mấy người ta lo. Mình lo chừng nào đi vườn thầy cầu nè, vườn ổi nè. Thế giới của chị Hiệp lúc bấy giờ thật giản dị. Chị học phong tục, tập quán của Việt Nam, nhất là của tỉnh Cần Thơ. Chị cố gắng trở thành một người Việt Nam thứ thiệt. Môn tránh là vườn thầy cầu, vườn ổi, bánh mì thịt của chú Lý Ngầu ở trong cái răng và mấy anh học lớp đệ nhị đệ nhất vì vậy chỉ mới năm đệ thất mà chị hiệp đã có bồ rồi từ đó chị không có nhiều thì giờ dành cho tôi nữa nhưng mất chị hiệp thì tôi có bạn khác đó là lê thị bạch tuyết nguyễn thị mai bắc kỳ lê kim lệ và chị thuận lệ đều là dân thổ xanh tại Cần Thơ. Nên Mai đối với chúng tôi là một người bạn vừa lạ, vừa vui tươi, vừa mới toanh. Mai là dân Bắc Kỳ di cư từ Hà Nội vô. Nhiều lúc giờ chơi, Tuyết và tôi kêu Mai là Mai Bắc Kỳ. Mai không giận mà còn hãnh diện mình là Bắc Kỳ nữa. Mai hay trêu chúng tôi bằng cách kéo dài hai chữ Mình ơn theo giọng nam. Mai và gia đình di cư vào Nam năm 1954. Ba của Mai đã qua đời, chỉ còn mẹ. Chị cả của Mai là chị Thái Lan. Rồi đến các anh Tuyến, Khuyến và ba người em là Minh Thu, Toàn và Hạnh. Lúc mới vào Nam, gia đình Mai ở Sài Gòn. Khi chị Thái Lan bỏ về ô môn dạy học, Cả gia đình đi theo chị. Với đồng lương nhỏ nhoi của một cô giáo tiểu học, chị Thái Lan nuôi một bầy em nhỏ. Người nam lúc bây giờ còn kỳ thị dân di cư, nhưng hàng xóm ai cũng thương gia đình của Mai. Ông thầy giáo chín ở đầu hẻm gần nhà Mai tỏ ra mến phục chị Thái Lan lắm. Ông nói với má tôi, tội nghiệp cô giáo Bắc Kỳ một mình nuôi mẹ và một bầy em phá gạo. Bà già có tướng sang, chắc cũng là gia đình khá giả ở Bắc. Thái Lan không những là người con hiếu thảo, người chị yêu thương các em mà còn là người có nhan sắc. Trông chị y như một đóa hoa lan màu tím. Quanh năm suốt tháng, chị Thái Lan mặc áo dài màu tím. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Mai và tôi không ngứa hẹn một tình bạn thân thiết. Cho đến ngày hôm nay, tôi chưa quên ngày nhập trường. Lòng dạ tôi vừa nôn nao, hồi hộp, vừa sợ sệt, mến phục mấy chị các lớp đệ lục đệ ngủ. Khi chúng tôi còn chờ đợi giờ vào lớp, bạn cùng lớp nói với tôi, có con nhỏ bắt thì bên, bảy dê giống mày lắm, mới đầu tụi tao tưởng mày đi lộn lớp chứ. Tôi cười, trên đời này chỉ có một Trần Ngọc Dung thôi. Tuy nói vậy, tôi cũng tò mò muốn biết mặt con nhỏ Bắc Kỳ kia có thật giống tôi không? Giờ ra chơi, tôi chạy qua lớp 7Z. Quả thật, tôi thấy con nhỏ đó giống tôi lắm. Đến mái tóc cũng giống hệt tôi. Thiệt là lạ kỳ. Tôi đứng ngoài cửa lớp nó một lát, rồi ngoắc kêu nó ra. Lúc đầu, tôi thấy nó có vẻ hơi kiêu ngạo cặp mắt của nó sáng long lanh có vẻ tinh nghịch lém đỉnh. nụ cười ngây thơ nhưng duyên dáng với hàm răng trắng đều đạn của con gái bắc kỳ đã thu hút tôi tuy nhiên cái vẻ thờ ơ lạnh nhạt của nó làm tôi bực mình tôi hỏi trước chị xuống đây lâu chưa mai trả lời với giọng bắc xa lạ Năm năm? Thật khó tin. Nếu tôi có người em song thai ở Cần Thơ năm năm, thì tôi phải biết nó từ lâu rồi chứ? Tôi hỏi, năm ngoái chị học ở đâu vậy? Mai cho biết là nó học ở một trường tiểu học trên Sài Gòn, mà tôi không biết nơi đó. À thì ra, nó nói nó vô năm năm năm, chứ không phải sống Cần Thơ 5 năm năm thấy nó có vẻ làm phách tôi định không thèm làm quen với nó nữa nhưng khi nhìn kỹ mặt nó tôi không đành quên nó vì nó giống tôi lắm tôi đành miễn cưỡng hẹn nó giờ chơi kế tụi mình gặp nhau nghe mai liền trả lời giờ tan học lời hứa của mai làm tôi vui trở lại thế là từ chiều hôm đó chúng tôi thường gặp nhau sau giờ học dần dần chúng tôi thành một đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau như hình với bóng nhà của mai ở trong hẻm đường võ tánh nhìn xéo qua trường nam tiểu học nhà tôi không xa nhà mai mấy nên hàng ngày tôi và chị thuận đứng chờ nó trước cửa để cùng đi tới trường sự thân thiết của chúng tôi giúp chúng tôi quên đi hoàn cảnh nghèo túng của hai gia đình mỗi lần gặp nhau. Chúng tôi cười đùa vui vẻ như bài hát Summertime mà tôi thường đàn cho Mai hát. My daddy is rich and my mommy is good looking. Bố tôi thì giàu và mẹ tôi thì nhìn đẹp đẽ lắm. Chúng tôi cùng yêu âm nhạc, cùng là học trò giỏi của thầy Phan Thanh Thư tôi là người duy nhất trong trường được nghe tiếng hát thủy tinh đó vì mai không bao giờ cho ai nghe tiếng hát của mai chúng tôi không có tiền đi coi hát bóng thường như chị em của lê thị bạch tuyết nhưng hễ có dư đồng nào là xài hết ở hai nơi một là tiệm sửa xe đạp hai là nhà sách văn nhiều chúng tôi chỉ mua sách học và sách nhạc ngay cả khi không có một xu dính túi. Chúng tôi cũng tới nhà sách văn nhiều, la càng cả tiếng đồng hồ. Ông chủ nhà sách là cậu Hai Văn Nhiều, bạn hồi nhỏ của má tôi, nên cậu biết tôi là con của cô Tám. Thỉnh thoảng đem cho sách chúng tôi. Nhưng có một người trong tiệm sách ghét chúng tôi lắm, vì chúng tôi cứ bắt anh lấy sách cho coi, hết cuốn này rồi tới cuốn kia, rồi trả lại mà không mua. Yêu sách thì yêu lắm, nhưng tiền đâu mà mua hết những cuốn mình muốn chứ. Coi cọp văn nhiều rồi, lên cái khế mướn sách để coi tiếp tục. Chị Thuận nhiều tiền hơn tôi và Mai, nên chị mua sách. Coi xong cho tôi và Mai mượn, với điều kiện là không được bẻ góc sách. Chị Thuận cưng sách lắm. Mai nhớ Hà Nội, nên thường nhắc đến Hà Nội với một giọng tự hào như tôi hãnh diện về cần thơ của tôi gia đình tao tạm ở đây thôi khi nào hết cộng sản tao trở về hà nội đó là lời chân thật của người bản thân nhưng tự ái của tôi cũng bị tổn thương vì tôi vẫn nghĩ ở trên cõi đời này không có nơi nào đẹp bằng cần thơ thanh tịnh bằng cần thơ và không có ai tử tế bằng người cần thơ vậy mà con nhỏ bắc kỳ này cứ đòi về Hà Nội là tại sao? Hà Nội nghèo, nên người ta mới ăn cá rô cây mà. Dù bị chẳng tự ái, tôi vẫn thương mai lắm, nên tôi giấu kín ý nghĩ đó. Rồi mấy chục năm sau, xa quê hương, tôi lại có tâm trạng của mai hồi ấy. Một hôm, cùng chồng ngồi ngắm trăng, tôi đã nói, Trăng Cần Thơ sáng hơn trăng Hawaii. Một hôm khác, vợ chồng tôi ngồi trên cầu tàu ở Monterey Bay, California, chờ xem mặt trời lặn như hàng ngàn, hàng vạn người Mỹ khác đã từng làm để thưởng thức cảnh đẹp của quê hương họ. Vậy mà trên đường về nhà, tôi lại nói: "Trời chiều ở Cần Thơ đẹp hơn ở đây." Thì ra, không đâu đẹp bằng quê hương. Buổi chiều trên đất vườn của ông bà ngoại tôi đều im lặng, như để dọn đường cho mặt trời đi ngủ. Nhưng trước khi lặn hẳn, mặt Cần Thơ có một vẻ huy hoàng đặc biệt, mà tôi cho rằng không đâu có. Không bao giờ tôi quên được những buổi chiều vàng trên cánh đồng yên tĩnh ở Bang Thạch. Tiếng mấy con ảnh ương từng tứ gọi nhau để đi ngủ với mặt trời. Tôi nhớ tiếng gà gáy khi trời vừa thức giấc vẫn vang động trong tâm hồn tôi, một kẻ sống xa quê hương cả nửa trái đất. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 5 của thiên hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Xin hẹn quý vị ở tập 6 kế tiếp.